Từ sâu trong khe đá, một con zombie cái ở đâu đã xuất hiện. Nó đã đi từ từ, từ từ, từ từ đến sau lưng của một người câu cá. Chắc chắn là không có gì tốt lành rồi. Nó sẽ làm gì đây? Trời ơi, nó đã tấn công những người câu cá này và giết chết anh ta. Thấy được cảnh tượng đó, những người xung quanh đã bỏ chạy. Con zombie này dần dần tiến sâu vào trong đám đông để tiếp tục cắn phá những người dân. Nhưng mà không phải một mình nó, số lượng zombie trong đá xuất hiện rất là nhiều. Một con, hai con, ba con, rồi một đống zombie nữ đã xuất hiện. Kia kia, không biết bọn chúng từ đâu đến. Những người dân trên biển đã bị hàng loạt những con zombie này tấn công. Zombie nó không cắn mà nó đánh như võ sĩ gì đó. Các bạn thông cảm, trong game là chỉ có thể vậy. Những người đã bị tấn công dần dần cũng trở thành zombie, nhìn rất là kinh tởm. Các bạn thấy ghê không? Chỉ có một kiểu zombie thôi. Wow, nhìn cái đầu tóc quá, gớm thiệt á. Thì trong lúc này, một nhân vật chính diện đã xuất hiện và quét sạch cái bọn zombie này. Nhân vật đó là một người máy khổng lồ có tên là Optimus. Khi phát hiện bầy zombie này thì Optimus của chúng ta đã sử dụng tên lửa tiêu diệt hết tất cả bọn chúng. Ngoài ra, anh còn sử dụng laser. Bọn zombie đã nhanh chóng bị tiêu diệt sạch hết. Vậy, người máy Optimus này là ai? Có phải do con người tạo ra hay không? Tại sao người máy này lại có một sức mạnh kỳ lạ và sẵn sàng giúp con người đến vậy? Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Game Hay Thế Giới. Thì sao vừa rồi, đầu câu chuyện của video này, các bạn thấy như thế nào? Hôm nay mình sẽ làm một bộ phim về người vận chuyển Transformer. Và đây là hai nhân vật của chúng ta. Optimus, người vừa rồi đã ở trạng thái khổng lồ tiêu diệt các zombie. Bên kia là Bumblebee. Bumblebee của chúng ta sẽ là người máy duy nhất ở lại để bảo vệ thành phố. Còn Optimus thì phải di chuyển về hành tinh của anh ta. Một mình Bumblebee ở lại trái đất thì anh đã giúp những con người những cái việc nhỏ nhặt. Ví dụ như tiêu diệt vài tên cướp, bắt vài tên ăn cắp tiền, triệt hạ những băng đảng xã hội đen, vân vân và vân vân. Trước sức mạnh của anh thì quân đội cũng đã để ý và họ cũng đã muốn gặp anh để có một cuộc họp. Không biết mục đích của những người trong quân đội là làm cái gì đối với anh. Sau khi tiêu diệt được cái bọn khủng bố này thì Bumblebee cũng đã tiến hành đi đến chỗ quân đội. Khi mà robot Transformer của chúng ta đã xuất hiện tại văn phòng họp của quân đội thì họ cũng đã đưa ra ý kiến, đó chính là tạo lên một robot khác do con người làm chủ. Họ không biết tạo bằng cách nào, yêu cầu Bumblebee của chúng ta hãy hướng dẫn họ. Thì Bumblebee của chúng ta cũng đã đoán được mục đích của họ là sợ những người máy, những người ngoài hành tinh, những Transformer.
sẽ lật lọng và lấn chiếm trái đất. Họ muốn tạo ra những robot chính họ để điều khiển, để phòng trừ trường hợp xấu nhất. Thì cái đó, điều đó cũng rất là tốt thôi. Bumblebee của chúng ta đã đồng ý giúp họ chế tạo ra một cái con người máy do chính con người điều khiển. Và cái công việc tạo người máy cũng đã bắt đầu. Trải qua nhiều năm tháng, một kiệt tác do con người tạo ra dưới sự trợ giúp hướng dẫn kỹ thuật của một người máy Transformer đến từ ngoài hành tinh. Đây các bạn, tên quá đẹp. Thì Bumblebee cũng đã rất là thần tượng Optimus, nên khi con người tạo ra một người máy khá giống với Optimus nữa, nhưng mà nhìn ngầu vãi ra. Thì người máy này có cái kỹ năng chiến đấu gì? Và sau đây, người máy này được đặt tên là phiên bản sao Optimus. Thì phiên bản sao Optimus sẽ được giao một nhiệm vụ đầu tiên, đó chính là tấn công một đám có vấn đề về đầu óc đang lộng hành ở một vùng núi. Bọn chúng đang tôn thờ quỷ Satan và giết rất là nhiều người. Đi nào, nhiệm Optimus phiên bản con người, let's go. Đi thôi. Thì con người máy này là do con người, những cái nhà trong quân đội đó, những cái tướng trong quân đội đó điều khiển bằng máy tính từ xa. Liệu nó có làm ăn được gì không nhỉ? Sau một chặng đường dài mỏi mệt thì cuối cùng cũng tới rồi. Bọn chúng đang đó, mới nhắc thấy không, giết một người rồi kìa, ghê vãi. À, thì ra cái kỹ năng của cái con robot này dựa trên kỹ năng của Bumblebee, nên những skill hoàn toàn giống. Cũng có cái súng đồ kiểu đại bác, đồ tên lửa, đồ laser, đồ tùm lum hết. Đây này, quất bọn nó luôn. Từ từ để cho bọn nó cúng xong đi, ra chơi bọn nó. Đó, con quỷ xe tăng kìa. Chơi tao hả mày? Mấy cái bọn mắc dạy, cho mày chết hết. Úi, chạy ra để lửa. Bọn mày bước ra đây. Láo cá. Chúng mày chỉ là những con người bình thường thôi. Chúng mày ảo tưởng chúng mày sở hữu sức mạnh của quỷ Satan à. Ăn đạn nè, ăn đạn của anh nè, cái cu. Một cái này, đại bác này, thấy không? Quất một phát là chết hết. Sống dai hả mày? Ơi, còn một thanh niên, cho thanh niên này ăn laser này. Mày ra đây chưa? Trời, nó dai không các bạn? Chưa chịu chết luôn. Chắc mấy thằng này nó sở hữu sức mạnh của quỷ Satan à, hả? Nó bán linh hồn cho Satan rồi, nên cơ thể nó trưởng không suy nhơi hết. Như người bình thường là mấy phát chết rồi. Độ dai ghê gớm luôn ơi. Ui, sống dai này. Rồi, sau khi hạ được cái bọn chúng thì nhiệm vụ cũng đã hoàn thành một cách dễ dàng. Dần dần, cái robot của con người cũng trở nên rất là chuyên nghiệp. Không chỉ một con ra đời mà rất nhiều con. Hầu như những cái việc mà tệ nạn, những cái việc không hay của con người đều được giải quyết bằng robot Optimus phiên bản con người này và thay thế hoàn toàn của Bumblebee. Nhưng mà những cái nhà tướng quân của quân đội đó đó, họ rất là tham lam. Họ muốn cho những cái con robot của mình biết suy nghĩ, biết thông minh. Họ đã đề nghị với lại Bumblebee, nhưng mà Bumblebee đã từ chối cái vấn đề này vì anh sợ rất là nguy hiểm. Nhưng những nhà quân đội không nghe. Họ lại muốn tìm ra bí mật này. Và họ đã nảy sinh một cái lòng tham, đó chính là
Bumblebee về và phẫu thuật người máy tìm xem bí mật trong người Bumblebee là gì để có thể áp dụng lên cho những con người máy mà họ đã tạo ra. Quá kinh khủng đúng không các bạn? Con người quá tham lam. Thì để thực hiện được cái âm mưu này, đầu tiên họ phải bắt Bumblebee đã. Họ sẽ dùng chính những cái con robot mà họ tạo ra để tấn công vào Bumblebee của chúng ta. Một hôm thì Bumblebee của chúng ta đang trong quá trình đi làm nhiệm vụ xong trở về, thì bỗng dưng anh bị tấn công bởi những cái con người máy do con người tạo ra đó. Anh biết chắc là chuyện này sẽ xảy ra với mình rồi. Quá trời quá đất luôn. Ôi mẹ ơi, mấy thằng luôn. Ôi, bọn chúng đã liên tục tấn công vào Bumblebee. Không còn cách khác, phải chống trả thôi. Không ngờ con người lại phản bội mình quá sớm. Lần này chỉ có một mình Bumblebee, một Transformer cuối cùng ở trái đất thôi, thì các vũ công giúp đỡ rồi mà bây giờ còn bị lật ngược lại nữa. Thì những cái con robot này nó cũng bình thường đâu, nó không thể nào so sánh với Bumblebee. Tuy nhiên số lượng của nó quá đông, quá nhiều, khiến cho Bumblebee cũng dần dần bị yếu sức và đuối dần các bạn ạ. Và anh không còn đủ năng lượng để chiến đấu bởi vì số lượng chúng quá đông. Úi trời ơi, và cuối cùng sau đó thì cái bọn robot này đã bắt Bumblebee đem về cho những đại tướng quân đội có thể nghiên cứu. Nhìn rất là dữ luôn. Wow. Sau khi người máy Bumblebee đã được đưa về văn phòng của quân đội thì những kỹ thuật viên của quân đội cũng đã tháo rời ra và họ phát hiện được một bí mật rất là đặc biệt. Trong người Bumblebee có một cục năng lượng rất là đẹp. Đây chính là cái cục năng lượng đó. Thì những người trong quân đội cũng đã thử gắn cái cục năng lượng này vào trong một trong số cái con robot mà họ đã tạo ra. Nó nhìn cái con này ngầu vái ra, bỏ vào nó thử coi nó làm sao. Sau khi mà bỏ cái cục năng lượng đó vào thì cái con robot này được những người tướng trong quân đội cho ra ngoài điều khiển để coi có cảm nhận được sự gì khác hay không. Bắn nè, tập bắn nè đại bác này. Và có một điều bất ngờ, dường như họ không còn điều khiển được con robot này. Cái con robot này nó thích làm gì thì nó làm. Thật bất ngờ hơn, cái con robot này nó đã quay lại trung tâm đầu não của quân đội và nó đã sử dụng đại bác để tấn công vào chính cái trung tâm này. Trời ơi, không biết chuyện gì đã xảy ra rồi. Những cái đại tướng chắc có lẽ là bị thương rất là nặng đây. Nhưng mà cái con robot này tại sao nó làm vậy? À, thì ra cái con robot này nó đã bắt đầu có suy nghĩ rồi các bạn. Đúng là chỗ nào tới đấy. Những người trong quân đội muốn tạo ra một cái con robot để chống lại những Transformer người ngoài hành tinh, thì cái con robot này được tạo ra nó cũng đã có suy nghĩ là muốn thâu tóm tất cả những gì mà nó thấy, nên nó đã phá hủy cả cái khu quân đội này. Một điều thật bất ngờ
đối với những nhà tạo ra người máy của quân đội. Nó đã phá hủy hoàn toàn như mọi thứ, máy bay, everywhere luôn, everything. Trong quân đội họ cũng đã báo động để có thể hủy diệt cái con robot này gấp, nhưng mọi thứ dường như là không thể. Con robot này trở nên quá mạnh, quá nguy hiểm. Bumblebee của chúng ta đã bị lấy mất nguồn năng lượng rồi, nên bây giờ không có ai có thể cản nổi cái con robot này các bạn à. Thôi xong rồi, quả này là những cái chú trong quân đội này tàn đời hết rồi. Tham đi thăm mà. Bước ra đây, quân đội một mình anh chấp hết. Chơi nát khu quân đội này luôn. Những nhà hàng đầu trong quân đội họ đã mắc một sai lầm rất là lớn. Bây giờ sai quân lính ra để tiêu diệt. Thiệt á, cái thằng to đầu làm giờ bắt thằng nhỏ chịu. Mấy nhỏ giờ ra nằm mạng thôi. Xe tăng thiết giáp ra đây, bố bắn cho chết hết. Careful, sir. Sau một hồi phá hủy quân đội, dường như tất cả những người trong quân đội không phải là đối thủ của nó. Nó đã cảm thấy chán rồi, nó đã tiến thẳng vào trong trung tâm thành phố để có thể quậy vui hơn. Cảnh sát khu vực cũng đã đến và quân đội cũng đã đuổi theo. Dường như mọi thứ đều bất khả thi. Con robot này trở nên quá thông minh và quá mạnh. Nó đã sử dụng những kỹ năng của nó một cách thần thục mà không cần ai điều khiển cả các bạn. Nó còn đoán được cái hướng di chuyển, những điểm yếu của những thiết bị, những thiết giáp mà muốn tấn công nó. Chỉ cần mấy phát dễ dàng thôi, nó phá hủy hết rồi. Lần này chẳng lẽ trái đất bị tèo rồi sao? Không đâu các bạn, còn một nhân vật của chúng ta chưa xuất hiện. Xuất hiện rồi chứ, xuất hiện ở lúc đầu á. Tí nữa lát cho mình sẽ cho xuất hiện. Thôi bây giờ sẽ cho nhân vật chính của chúng ta xuất hiện nha. Đó chính là Automus. Thì chắc có lẽ đã cảm nhận được cái tín hiệu trong người Bumblebee đã bị mất hoàn toàn ở trái đất, nên anh đã cảm nhận được nguy hiểm đã đến với Bumblebee. Chắc chắn là ở trái đất đã có một chuyện gì đó. Automus cũng đã nhanh chóng di chuyển đến. Khi Automus trở về lại trái đất thì anh đã cảm nhận được một nguồn năng lượng mới cực kỳ mạnh. Và anh đã đi tới cái hướng của nguồn năng lượng đó, gặp được một tên robot khá là giống mình. Nhưng mà cái tên robot này đang phá hủy thành phố các bạn. Automus liền bay tới bập thôi, chứ nói năng gì nữa. Những thành phần này thì chơi cho nó bánh xác luôn. Nó kìa, vừa thấy Automus nó đã tấn công một cách dữ dội. Trời ơi, đây là những kỹ năng của Bumblebee mà, sao tên quái vật này lại có được? Cái tên quái vật này không phải là người máy Transformer. Vậy hắn là gì tạo ra đây? Automus đã suy nghĩ. Mà thôi kệ cha nó, ơi, chơi cho nó banh xác đi, rồi tính tiếp. Mày ngon mày bắn anh đi. Automus thì không thể sử dụng những cái kỹ năng tầm thường được, mà bây giờ phải chuyển sang những cái kỹ năng hơi đặc biệt một chút mới có thể hạ được cái con quái vật này. Chuyển kỹ năng mới nào. Ôi, cho nó đẹp nào. Đó, quá đẹp luôn. Chạy bắn khói ngoài đích luôn.
Đâu, mày bước xuống đây, ông mà đập mày một phát nữa, mày tàn đời mày nha, thằng nhóc con. Giỡn mặt hả? Cận chiến, đây là những cái chiêu thức của Ultimate cận chiến trước. Lát nữa hả? Nhắm đánh ông lại chuyển qua chế độ đòn xa đánh. Mày hả con? Đánh tàu bắn hả? Thích bắn này. Rất là khó chịu. Giỡn mặt với anh. Tập trung anh này cưng. Mày bay hả? Tấn công tầm xa. Trời sao ném nó hụt vậy? Úi giời ơi. Sợ quá, sợ quá. Để mình dùng lốc sấy cho các bạn xem nha, cho nó chết luôn đi. Mất cái kẹt cái cây rồi. Xây sinh tố nó. Ghê không? Xây vậy mà nó vẫn bắn được. Thiệt. Còn quái vật này kinh vậy. Mày hả con? Trời ơi. Chích ta mày nè. Yeah. Sau khi ăn mấy cú quá tuyệt vời của Ultimate. Sau đó Ultimate đã rút trong người hắn ra lại cái viên năng lượng kỳ diệu kia. Trả lại đây cu. Rồi Ultimate sẽ đem cái viên năng lượng này gắn vào người Bumblebee để có thể cứu Bumblebee sống lại. Và video của mình đến đây là kết thúc nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.